Đây là cây knoblauch hau kìa. Cây này thì xào lên ăn có vị đắng. Còn đây là bồ công anh. Bồ công anh thì lá này mình có thể trộn salad, hoặc là có thể ăn với bánh xèo. Lá bồ công anh cũng có vị đắng. Hoa bồ công anh, cây hoa vàng này thì mình có thể nấu trà uống. Cái cọng hoa này thì mình xào lên ăn rất ngon. Khi mà hoa già thì nó sẽ chụm lại và sau đó thì nó sẽ nở ra. Khi già thì nó sẽ nở ra trắng như thế này. Chạm vào thì nó sẽ rơi hết hoa ra nè. Và phía dưới của nó là cái hạt, hạt bồ công anh. Còn đây là rau chân dê. Rau chân dê thì hái lá non ăn ngon. Lá già không ngon, lá già thì nó sẽ dai. Rau chân dê non thì nó cũng cứ mỗi một lá nó có một cọng. Tuốt ở dưới gốc thì nó màu tím. Lá non này mình có thể nấu canh, luộc hoặc là trộn salad. Đây thì là ngải cứu. Ngải cứu này còn non cho nên là cái lá của nó nhìn giống như là cây rau cần tây. Nhưng mà khi mà già một chút thì lá nó sẽ nhọn hơn. Và nó rất thơm khi mà mình ngắt thế này nè. Ngải cứu này thì mình có thể chiên trứng hoặc là nấu canh. Đây thì là rau má dại. Rau má này khi mà chưa nở hoa màu vàng thì mình có thể hái ăn được. Mình hái lá, mình trộn salad hoặc là mình luộc, mình nấu canh. Còn khi mà nó ra hoa vàng rồi thì mình không nên ăn nữa. Bởi vì khi ra hoa vàng á thì cái trong cái lá này nó sẽ có chứa độc tố. Đây là tỏi gấu. Tỏi gấu thì chỉ mọc những cái chỗ mà nhiều lá mục với lại bóng mát. Tỏi gấu thì khi mà nó ra hoa, nó ra nụ thì còn ăn được. Còn khi mà hoa nó nở ra rồi á thì ăn cái cọng với lại cái lá của nó cũng khá già. Tỏi gấu thì thường hái được từ tháng 3 cho tới tháng 5, đầu tháng 5. Đây là rau tầm ma. Tầm ma thì mình hái cái ngọn non nè, mình luộc hoặc là mình nấu canh hoặc là mình xào ăn, nó giống giống như là ngọn rau bí vậy đó. Có người thì hái cái lá non này trộn salad. Tầm ma thì này thì nó có nhiều chất sắt. Tầm ma thì nó mọc khắp nơi luôn á. Khi hái thì phải mang bao tay hoặc là ngắt nó nhẹ thôi. Nắm nó từ phía dưới gốc lên nè thì nó sẽ không bị rát tay nha. Còn nếu như mà chụp cái tay xuống như thế này nè, trúng vào cái lông nó là rát lắm. Còn đây là rau tầm ma hoa trắng. Rau tầm ma mà có lông này á thì tên là Brennnessel, tức là chạm vào là nó rất rát luôn á. Còn cái tầm ma hoa trắng này á thì chạm vào nó không rát. Và nó có tên là Taubnessel. Cái này thì người ta hái lá để người ta trộn salad. Cái này nó cũng có lông nhưng mà sờ vào thì nó không có bị rát như là những cái tầm ma tím này. Đây là mã đề nè. Mã đề ở Đức thì có hai loại mã đề lá tròn và mã đề lá dài. Cái này thì nấu canh ăn cũng được hoặc là ăn mì gói cũng được nè.